Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 400 token bull các bạn. Một token bull này có khoảng 0.002 USDT các bạn. Thì chương trình này góp này nó sẽ end là 10.000 người các bạn. Vì giờ chương trình này góp nó mới ra nên các bạn làm nhanh các bạn. Để tham gia hôm nay clip phần link mô tả với video mình, các bạn bấm start nè. Sau khi bấm start xong thì các bạn bấm vào show này góp các bạn. Sau khi bấm vào show này góp xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh giúp kênh channel này các bạn. Follow kênh channel các bạn. Hiện tại có 4k mà mấy rồi các bạn. Rồi khi vào group các bạn cứ để lại câu bình luận đi các bạn, để cho mình biết. Thì rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai các bạn follow vào tài quyết với bot nghe măng, thì các bạn nhấp vào tài Twitter nữa các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Mình làm chậm chậm cho tất cả các bạn nha. Các bạn chỉ like nè các bạn. Các bạn dịch chặn như tờ quýt nha các bạn. Các bạn tăng 2-3 người bạn mình vào đi các bạn. À còn mình. À còn Google. Rồi bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mới đáp lời con bot này các bạn. Đây thì nó kêu mình tạo một cái hình ảnh với cái logo Mane. Với cái logo boom này gửi cho admin này thì mình sẽ nhận được 100 token bull này các bạn. Thì dự án này mình làm biến làm lắm các bạn. Nên các bạn bỏ qua nhiệm vụ này tự chọn các bạn. Các bạn bấm bỏ, bấm submit detail đó các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên đường link vào file tại Twitter mình, thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bài gặp lên cùng các bạn, các bạn nhấp vào mục hồ sơ các bạn. Các bạn nhấp vào bài cho gặp trên cùng nè. Các bạn bấm vào chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sao chép vào khai như tạm nha các bạn. Sau khi các bạn sao chép vào khai như tạm thì bật lên các bạn. Các bạn gửi lên cho bot nè các bạn. Các bạn nhắn đường link vào profile tại Twitter mình gửi cho bot nè. Rồi tất cả các bạn gửi đường link tại Twitter mình cho nó nha các bạn. Vì cái máy mình nay có bị lộn nó trục trặc cái gì này sửa không chết luôn. Rồi tiếp tục main thì các bạn bấm skip qua nha các bạn. Admin bạn bấm skip qua đây các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với bên B Smart Chain nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ ở trên cái chocolate của mình nè. Rồi các bạn bấm vào sao chép địa chỉ bên B Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè các bạn. Rồi các bạn gửi bạn bấm vào sao tiếp nha các bạn. Ok, tôi cần nó sẽ cập nhật sau nha tất cả các bạn. Các bạn việc lên ghép mình sẽ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tập cần nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.